Rồi. Chào cả nhà nha. Bữa nay mình mua miếng thịt gì mình kho rượu mình ăn nha. Rồi. Sáng mua ba gọi mà không có, giờ mình mua thịt đùi. Giờ về mình kho đi. Cái mình rửa ha. Bốn cục thôi nó ngon. Rồi chính thùng rồi. Chút thì có thể đổ nước sâu sơ nữa. Bây giờ nó không có béo. Ủa, chấm thịt nó quá, cái cắt chấm thịt nó. Nó không có đồ dù. Chế nước sôi vô trụng thịt sơ lại cả nhà, người ta bắt nước còn về mình trụng nước sôi vậy đi cho nó kho miếng thịt nó mới ngon. Người ta trụng thịt ấy nó luộc, còn mình này mình trụng đi, trụng sơ sơ vậy. Rồi. Bây giờ mình trụng nước sôi xong nè. Mình lấy ra mình rửa nè.
cả nhà. Giờ mình cái mình sắc hành. Hành chứ tỏi. Ướp vô. Rồi bữa nay nghỉ đi chơi rồi. Đó chứ tới 5 giờ giờ tắt một quá. Tắt rồi. Xong rồi cả nhà, bây giờ mình ướp nè. Tỏi, hành, ướp vô đây. Một cái dần lên thì để bột ngọt. Tại vì mình không ăn ớt, mình không có để ớt. Nếu mình thêm vị mình phải có ớt. Để đường nha. Bốn muỗng đường đi, mình ăn không ngọt, để ít ít đi. Muỗng bột ngọt. Chị ớt. Phải ăn tính không để ớt, giờ mình để đi. Trộn nha, mình trộn lên. Đó. Mình ướp chừng 20 phút đi, giờ tại vì mình ướp nó mau đi để thôi nó lâu. Ướp 20 phút được rồi. Theo ướp lâu thì nó ngon á, mà tại vì mình ướp vậy đi cho nó ngon. Ướp chừng một tiếng nó sắp. Đó, á mình ướp đấy. Giờ mình ướp rồi xong rồi đó nghe cả nhà.
Rồi cái giờ mình đi luộc trứng đi. Giờ mình ướp thịt rồi nha, giờ mình luộc trứng nha cả nhà. Cái này 2 tiếng đồng hồ luôn. Dưới vậy đó hả? Thì mẹ làm như mẹ làm thì con có cái khác mà quay tiếp. Con quay cảnh nó ghép vô. Mày làm chừng tiếng rưỡi cũng được rồi. Tiếng rưỡi con, tiếng rưỡi. Thì nha. Cứ để ướp thì chừng nào mẹ nói được cỡ nhiêu phút được thì đụng xuống ấy nha. Đừng đụng đại nữa nha. Đúng rồi đó. Hẹn ăn khúc bánh đi. Thôi. Này nó cái hồ cái Dũng ở đâu dữ vậy ta? Đây nè, để tôi quậy nước này cho nó uống nè. Chật khúc nè, cho em con với em uống. Chật khúc ngọt ngon lắm bột. Thank you.
con hả? Với nó trà được hả? Dạ được. Ở bây giờ ngồi đang công chuyện rồi ngồi để gì đánh đánh sơ chứ đâu có ngồi làm cái đây đâu. Trứng đã mình luộc chín rồi nghe cả nhà, giờ mình gỡ ra mình tắt bếp rồi mình gỡ ra nó hồi nó nguội cái mình lột mình để vô thịt. Mình giờ mình để ra nghe cả nhà. Đổ ra cái mình để nước lạnh vô cho nó nguội cái đặng mình lột chứ giờ nóng quá trời nóng mà. Mình ngâm nước mình để đây đi một lát cái mình đổ không cả nhà.
Cái gì tôm hùm em? Thank you.
nãy giờ mình làm ướp nãy giờ cũng lâu rồi nghe cả nhà. Bây giờ mình để vô nồi mình nấu nha cả nhà. Rồi đó. Bật ga. Được chưa? Rồi giờ mình bật ga lên mình để thịt vô nha cả nhà. Cho nó sôi lên đi. Chế thêm miếng nước mắm. Bây giờ mình để thịt vô nha cả nhà, nước có cái nồi nóng rồi nè. Đầu họng nữa rồi. Kho sao mũi đâu. Ta có nước dừa người ta để vô, mình giờ mình không có nước dừa mình kho đường đi nghe cả nhà. Rồi mình đổ nước ngập vô cái mình kho. Chờ cho nó sôi lên cái mình hấp bọt. Không thì giờ mình để nước vô rồi thôi. Ngồi cái mình đợi mình hết bọt. Trứng này là bọt không? Bọt trứng đi rồi cái lát cái gọi cái con để vậy cái mẹ thả trứng vô vậy đó. Cái gì đâu mình có gì rồi trứng rồi giờ mình thả trứng vô. Thank you.
để dưới đất mẹ. Bỏ lên dưới thằng nước luôn hay gì? Có thì để ngay chỗ gác nè.
Trời thơm. Thơm quá, nãy giờ. Chế nước mắm nãy mình chế ít, giờ mình chế thêm miếng nữa cho nó mặn vừa ăn cả nhà. Cái màu tươi ha. Để trứng vô nha cả nhà, trứng luộc.
ngọt nó bóng lưỡng ngon xíu không. Để trứng vô. Soi lát cái mình lấy cái này. Mình chế thêm miếng nước đi vô cho nó ngọt vào cái trứng. Để cho nó sắc xuống, nó thấm. Cái trứng vô mình chế nước nó không ngập, cái nó không lên. Trứng nó không có thấm. Trứng ngon hết sức. Trứng thử. Thôi vậy con pha nước đi tắm luôn đi. Từng tên nhớt đó nha. Có từng chân chỗ đó.
tiếng rưỡi vậy đó. Cả 2 tiếng vậy thôi. Giờ xong hết rồi đó, cái này giờ xong hết rồi đó. Giờ cá mà cũng mà xong hết rồi đó. Giờ để nguyên con, cắt đôi rồi để nguyên con. Giờ để con hết sinh. Bây giờ đi vô mình cơm lên. Thì nãy giờ cái gì đâu mẹ có mua đẻ trứng rồi vô thôi chứ nói được không? Ừ, giờ đẻ trứng vô thôi cho nó thấm chứ sữa thì nó lôi xấu tệ rồi nè cả. Ăn nước quá rồi chế thêm miếng nước rồi đi. Thơm, ngon quá. Chín vịt có màu rồi. Màu cả nước quá à. Chế thêm miếng nước rồi này cho nó ngập đi. Cho nó mềm. Canh chút xíu nè, mềm rồi, sườn mỏng rồi.
Thank you.
cái gì. Rồi đã thịt chín rồi nha cả nhà, mình kho thịt trứng đó, chín rồi giờ mình dỡ ra. Mình múc kim cho thịt coi nè, mềm. Mềm nè. Đó. Mềm mà mềm xèo. Đó, cái nào cũng mềm. Giờ múc ra nha. Rồi đã thịt kho rượu rồi chín rồi nghe cả nhà.